Xin chào tất cả các quý vị. Buổi hôm nay web vinastargroup.com muốn giới thiệu tới các vị về cách đo và tính giá. Dây vòng quanh này, mặt cắt của dây này, đây là mặt cắt của cực cuốn này, còn đây là cái khe hở kỹ thuật để cửa có thể kéo lên kéo xuống. Thì cái khe hở kỹ thuật này thường thường là dao động từ 1 phân rưỡi hoặc 2 phân nên là chính vì cái yếu tố kỹ thuật đấy mà cái chế luật về kỹ thuật là khe hở như vậy, mà đôi lúc là cái trong quá trình tính toán thì có những người có thể đo đạc nó chênh lệch nhau 1 phân hoặc là 1.5 phân hoặc 0.5 phân thì vẫn cứ làm được bình thường, tức là cái sai số cho phép của cửa cuốn là có thể là dưới 2 phân là vẫn có thể triển khai được bình thường. Tức là rộng quá thì nếu mà cửa đặt rộng quá thì là cái thân cửa này nó sẽ chạm vào dây thì cũng không kéo lên kéo xuống được, mà
cửa đặt hẹp quá thì nó sẽ làm ra ngoài của cái dây này thì cũng không đóng mở được. Nên mà chính vì vậy đây là nếu cửa đặt nhỏ quá thì nó làm ra ngoài này. Đây là cửa đặt vừa, cửa đặt nhỏ quá thì đây, cửa đặt nhỏ quá thì nó ra đến đây này, ví dụ như là lên đây này, hoặc là cửa đặt dốc quá thì là nó ăn vào trong như này này thì là sẽ chặn tay thì cũng không dùng được. Do vậy mà thừa nhiều quá cũng không được mà thiếu nên là, nhưng mà về cái thông số kỹ thuật là từ cái dốc thông thủy tính sang phủ bì thì khi đo thì có thể là sai số cho phép về của người đo là có thể từ 0,5 cho đến 2 phân thì không sao. Nhưng mà lớn hơn như vậy thì sẽ khó triển khai, không triển khai được. Thì đây là tôi chia sẻ như vậy. Còn kích thước thông thủy là như vậy. Thì kích thước phủ bì là từ, đây là mép trong của dây này, từ mép bên trong của dây này, đây là mép trong này, đây là mép ngoài của dây này. Mép ngoài của dây nó bằng với cả mép của tường sau khi chát. Mép trong của dây là mép làm ở đây gọi là, tôi gọi là đáy dây. Đây là đáy dây bên phải. Đây là đáy dây bên trái là nhìn từ ngoài vào, và đây là đáy dây bên phải nhìn từ ngoài vào. Thì kích thước từ đáy dây bên này này sang bên này này thì gọi là kích thước phủ bì. Còn kích thước từ mép ngoài của dây này là tức là mép sau khi chát thì gọi là kích thước thông thủy. Đây này, khi mà sử dụng dây U75, U76 thì là phủ bì, nếu mà thông thủy của nó là 3275 thì phủ bì thành 3425, là do là mỗi bên cộng thêm 75, hai bên 150, tức là mỗi bên dây. Đấy là dùng U75 thì là như vậy. Còn nếu mà chúng ta dùng U85 thì là cộng thêm 170. Còn U90 thì là mỗi bên 9 phân thì sẽ cộng thêm 180. Còn U100 thì mỗi bên 10 phân thì hai bên sẽ cộng thêm 200. Tức là quan trọng nhất là chúng ta phải đo chuẩn cái kích thước thông thủy, và từ đấy là chúng ta sẽ cộng là ra phủ bì. Đấy là đối với chiều rộng. Còn đối với chiều cao, chiều cao là từ mép của cái lanh tô này, sau khi sau này là cửa mở lên hết này, là mở lên đến đây này, đây, khi cửa mở lên đến từ cốt sàn nhà này lên đến lanh tô này thì là kích thước thông thủy. Chiều cao là như vậy, trên mặt đứng là từ chiều cao lọt sáng, lọt đây hay là lọt sáng này từ mép của cửa, trên của cửa này xuống cốt sàn ở dưới đây này thì gọi là cao thông thủy. Từ cái chiều cao thông thủy này thì đối với cửa tấm liền chúng ta sẽ cộng thêm là 550 phân là đủ điều kiện để có thể lắp được. Còn đối với cửa khe thoáng thì cộng thêm 450 nữa là ra được cái kích thước phủ bì.
Tất nhiên là nếu mà cái kích thước phù bì là chiều cao này thì chúng ta cần phải chú ý là có những trường hợp là cái sàn của tầng 2 này, tức là trần của tầng 1 này, trần của tầng 1 sàn tầng 2 mà từ dưới lanh tô hắt lên điểm dưới của cốt dưới của cái sàn tầng tầng 2 này, trần tầng 1 này, mà có những trường hợp người ta làm 500 thì cộng như vậy, còn nhưng mà có những nhà là cũng không đến như vậy, nên là trong quá trình làm thì chúng ta nên hỏi trước, phải nắm được là cái hộp kỹ thuật là nó là từ 450 đến 500. Nhưng có những nhà thì cái trần tầng 1 hay là gọi là sàn tầng cốt của sàn tầng 2 cốt dưới là điểm dưới là nó lên đến 800 hoặc là 900 hoặc là 1 mét, tức là từ cái khoảng, tức là nó không phải trên này nữa mà nó làm không phải điểm 450 như tiêu chuẩn nữa mà nó làm tận trên này luôn, trên cao này, thì chúng ta cần phải hỏi khách hàng xem là lắp lên trần hay là lắp đảm bảo mở theo kích thước thông thủy là được, thì phải hỏi trước, bởi vì cũng có nhiều trường hợp là bởi vì những nhà mà có các gác lửng, tầng lửng ở tầng 1 ấy, là cái từ mép trần xuống đến cái kích thước thông thủy là họ sẽ rất là dài, đến có những nhà 1 mét, có những nhà 1m2. Nhưng mà khi mà các vị đặt cửa lắp thì cứ nhắn là rộng thông thủy rồi cao thông thủy, thì đương nhiên là bên tính giá của Vinastar sẽ cộng thêm 500 đối với cửa tấm liền và 450. Nhưng mà khi cửa đến thì người ta lại, khách hàng lại yêu cầu lắp thế này, lắp lên cao như này, đối với cái nhà mà nó có cái tầng lửng thì là như vậy, nên là chúng ta cần phải hỏi trước, bởi vì nhiều trường hợp là lắp xong rồi khách hàng bảo là thôi đẩy cho lên cao cho nó đẹp, tức là khi đẩy lên cao lên trên này thì cái diện tích cửa nó tốn hơn thì chi phí sẽ cao hơn, nên là chúng ta hỏi trước là lắp như thế này thì diện tích cửa như thế này và lắp trên cao thì diện tích sau khi tính toán lại nó sẽ như thế này để người ta lựa chọn. Nếu không thì chúng ta sẽ mất công trong việc lắp xong rồi lại tháo ra, lại điều chỉnh, lại đặt thêm lan. Đấy, rất đơn giản như vậy thôi, nên là chúng ta cứ đo đạc, nếu mà người nào biết quen tính quen rồi thì cứ cộng vào, cộng tính và gửi, bởi vì nếu không tính thì là khi mà chiều cao mà cứ gửi thông thủy đến, chiều cao thông thủy tức là chiều rộng thì là nó thường thường là như vậy rồi, nhưng mà cái chiều cao này chẳng những cứ gửi cao thông thủy thì chúng tôi sẽ cộng lên 500 hoặc là 450. Nhưng mà có những nhà cái trần nó lại không đến như vậy, nó làm thấp hơn, không từ cái mép đánh tô lên đến trần nó được 300 nhỉ, thì lúc đấy cũng phải hỏi khách hàng là sau khi lắp xong thì cái thông thủy cửa nó sẽ hạ xuống như thế này như thế kia, thì chúng ta nên trao đổi trước, như vậy thì nó sẽ chuẩn. Đấy là cách đo là như vậy. Còn về tính giá thì từ cái thông thủy như bộ cửa vừa rồi tôi đo là 3275 đây, chiều rộng thông thủy là 3275 đây, còn chiều cao thông thủy là 2,45 mét. Ba hai bảy năm đây là kích thước thông thủy. Khi tính sang phủ bì thì chúng ta sẽ, đối với cửa tấm liền, nếu mà chúng ta lựa chọn cái dây U60, tức là mỗi bên 6 phân, hai bên 120 mm, đổi 5 mét nó sẽ thành 0,12 mét, thì đấy là chiều rộng phủ bì là cộng thêm 0,12 đây này,
cộng thêm 0,12 này, 3275 cộng với 0,12 hay là 120 mili này. Trên máy tính thường thường là tôi để đơn vị là mét, nên là có ba dấu phẩy đằng sau, thì đây là cộng 120 là 0,12 này. Đấy là đối với dùng cái dây U60 này là như vậy. Còn chiều cao là cộng thêm 500 này, tức là 0,5m này. Diện tích cửa này, tính giá và tính toán là nó là 10,015m nhân với đơn giá ví dụ như là 600 hay 700 hay 800 hay là 900 thì nó tương đương với số tiền như vậy. Đây tôi ví dụ 600 này. Ở 700 thì nó ra số khác, 700 làm khi làm việc tính giá theo thỏa thuận, theo hợp đồng thế nào thì là tiền, kích thước cửa như nào, đơn giá như thế nào, dùng loại nào thì nó sẽ ra tiền tương đương với giá thành của cửa, tương đương với như vậy. Rộng thông thủy là dùng 0,12 phân, tức là dây 600 như vậy. Còn dây U75 hai bên nó sẽ thành 150. Tức là các nhà máy thì thường thường là nhôm thì họ ghi là U776 ấy. 76 thì cái chênh lệch của ly thì nên là đa phần là tôi cộng 50, chứ không, nếu là ai thích cộng 152 cũng được. Nhưng mà như tôi đã trao đổi là cái cửa cuốn thì cái đo sai số cho phép là cứ 0,5 ly cho đến 0,5 cho đến 2 phân. Tức là 5 ly cho đến 2 phân thì 5 ly cho đến 20 ml thì sẽ không bị sao hết. Còn đây là nếu mà cộng thêm U100 này thì hai bên sẽ thành 0,200 là 0,2 đơn vị mét này. 200 ml này. Đấy thì thành 3,475 này. Đấy, tức là chúng ta khi mà chiều rộng là dùng loại dây nào thì chúng ta đo thông thủy cộng với loại dây, cộng với cái bản dây là như vậy. Tức là cứ đo được thông thủy sau đó cộng dây U60 hay là U75 hay U85 hay là U90 hay U100 thì là cộng tương đương với cả như vậy thì là ra được phù bì. Như vậy là tôi đã chia sẻ cái phần xong phần tính toán về rộng và cao. Và chúng ta cũng lên lưu ý này, tức là có những trường hợp cái mép bên tường bên này sang bên này nó không phải là tường mà nó là những cái như kiểu nhà công nghiệp hoặc là các cái nhà xưởng thì họ không dùng tường xây mà họ dùng cái cột thép. Ví dụ như cột, đây là cột thép này. Đây. Ví dụ như đây là cột thép từ bên này sang bên này, và trong quá trình lắp đặt người ta muốn hàn dây vào, lắp dây như thế này, lắp dây ở bên trong này luôn, thì kích thước như vậy thì lại coi là kích thước phủ bì. Đây tôi vẽ cụ thể đây. Đây là trường hợp là dây hàn luôn vào cột luôn, thì người ta hàn theo cái này thì làm như thế này. Đây là người ta hàn dây ở vị trí này luôn này, lắp dây luôn vị trí này hoặc là vị trí bên này này, hoặc là nếu mà có những chập thì lắp như ốp trên này. Thường thường là các cái nhà xưởng thì họ có nhiều bộ cửa thì họ có nhiều cột, quả cột bên này cũng có cột, thì là người ta sẽ yêu cầu là hàn như thế, hàn điểm này, hàn lắp nhay này thì chiều rộng như này. Để tôi đây là
người ta muốn. Đo mà chúng ta nhầm lẫn thì chúng ta sẽ phải đặt lại hàng. Thứ nhất là mất công về thời gian, về tiến độ, nên là cái việc đo đạc cửa cuốn này nó rất đơn giản, nên là chúng ta cứ đo đi đo lại hai lần, đo một lần, lần thứ hai sau đó là gửi đơn hàng đến Vilasta thì chúng tôi sẽ cho sản xuất. Thường thường cửa sẽ khoảng 2 ngày đến 3 đến 5 ngày sẽ giao hàng tùy theo các loại cửa. Còn có những người ta, bây giờ tôi sẽ chia sẻ thêm về cách để ô chờ để lắp cửa cuốn. Cái phần này cũng rất là quan trọng, nhất là các bác đang xây dựng hay đến giai đoạn mà muốn lắp cửa, tức là nhà có nhu cầu sử dụng cửa cuốn thì cũng không biết để ô chờ như thế nào cho nó để mà làm. Thì tôi cũng chia sẻ luôn để cái phần này để các bác là cũng có thể là cứ làm đi, sau đó là làm xong thì lắp cửa thì kiểu nào cũng lắp được. Nhưng mà nếu mà tức là khi cái mặt bằng tường, đây là mặt bằng của cái tường này, thường thường là nó là 20 phân, để thử đo
20 là chưa chắc, còn chưa chắc. Đây từ 10. Đây là bản vẽ như vậy, nhưng mà thông thường là thường là 20 phân sau khi chát vào thì thành 230, thường thường là như vậy. Đây là đường này. Khi mà các bác là ở bên ngoài này có thể là ốp đá này, ốp gạch này, mép trong này, ốp đá ốp gạch, thì trong quá trình xây để trừ thì cái khoảng này, cái khoảng để lắp dây này, đây là chiều rộng chúng ta lên, đây là chiều rộng. Bởi vì cửa thì khi mà cái phương của cửa thì thả sẽ là từ trên xuống dưới, tức là đây là cái thân cửa này, thả nó phải từ trên xuống dưới. Do vậy mà khi mà chúng ta đã đặt đường là chúng ta trừ một góc, đây là đang là 775, 75 là cái bản dây là 75, nếu mà bản dây là 175 thì chúng ta cũng nên để thành trừ hẳn lên trước khi mà xây, thì khi xây dựng thì chúng ta cứ lên trừ đi cho nó thành 100, không nên để nó nhỏ quá, hoặc là để đúng như vậy thì đôi lúc là quá trình xây nó lệch nhau đến 5 ly một phân thì lại phải đục. Do vậy mà cái khi mà chúng ta lắp dây 75 hoặc 76 thì lên để đến tầm 8 phân đến 10 phân thì sau khi chát đây là cái khoảng này. Khoảng này chúng ta lên để là sau khi trước khi xây là khi xây dựng là chúng ta lên để cho cái khe này là hẳn 100 phân thì đây dây thì nó không đến, đây là cái tức là cái góc này trừ lại là như này. Đây là cái góc tường này này. Để mà trừ thì cái góc này trong cái phạm vi cửa này thì chúng ta phải trừ góc này để lắp cửa là 100 này, thì sau này lắp dây U75 hay 85 thì là cái dây sẽ chèn vào đây. Do vậy và cái chiều này trừ là phải trừ từ dưới lên. Tức là trừ từ dưới lên tận lắp luôn theo cái góc đấy luôn, chứ có những người là trừ theo kích thước thông thủy này, xong rồi lên đến đây xong rồi đổ cái lanh tô lại chèn vào cả cái góc này thì cái cửa là nó thả từ trên xuống dưới, thì cái khoảng này nó phải để cho cửa nó tức là từ trên cao xuống thấp là luôn là trừ hết, kể cả có đổ lanh tô trên này thì cũng không được đổ ra phạm vi này, mà cũng vẫn phải đổ trong cái phạm vi từ góc này đến điểm này đấy, từ đây từ điểm này đến điểm này đổ lanh tô cũng vậy, tức là cái khoảng này là chúng ta phải trừ từ đấy lên trên. Bởi vì cửa là
thả cái điểm này coi như là điểm để cửa thả xuống. Do vậy bất kỳ cái vật gì mà chèn vào của phát thì sẽ vướng và sẽ không lắp được. Nên là chúng ta lưu ý là như vậy. Đấy, tức là cách để chờ ô tròn như vậy. Nếu mà lắp lô ngoài thì ta để cái ô chờ cái tường này, điểm lắp ray ở bên ngoài. Còn nếu mà lắp lô trong thì ta để trừ ở bên trong. Tức là để một góc, tức là xây quyết một góc này bên trong và bên ngoài là như vậy. Đấy, cách để ô chờ để lắp cửa cuốn xong. Đấy là chúng ta cũng không cần phải quan trọng hay là lắp ray trước sau đó là xây chát vào hay là lắp sau, nên là cứ để ô chờ như vậy. Tất nhiên là đa phần là các bác thợ xây là muốn bên cửa cuốn là lắp luôn để mà sau đó là xây, nhưng mà có những lúc là tức là làm cái trong công việc nếu mà lắp trước thì nhiều lúc cũng có những cái bất lợi, và nên là thông thường là trong quá trình lắp đặt lắp tay luôn cả cửa lắp tay luôn thì nó có nhiều cái thuận tiện hơn. Nên là các bác cứ chờ khi mà xem cái video này, là trong quá trình các vị xây dựng là cứ để trừ như vậy, sau đó là khi nào cần lắp cửa thì cứ gọi bên Vinata hoặc là các đơn vị nào đấy lắp thì họ sẽ bố trí để lắp, chứ không cần thiết phải lắp tay trước hay là sau, không nên quá sốt ruột về vấn đề này. Như vậy buổi hôm nay là tôi đã chia sẻ xong cái phần cách đo cũng như là tính toán chiều cửa cuốn từ thông thủy sang phủ bì, và cái cách để mà dựng cái để ô chờ để xây để chờ để sau này lắp cửa cuốn, tôi đã chia sẻ như vậy. Thì cũng xin cảm ơn tất cả các vị đã theo dõi. Xin chào và tạm biệt.